Hallelujah. Ô lạy Chúa, chúng con tôn trọng Ngài, Chúa ạ, chúng tôn kính Ngài. Ô Chúa, chúng con yêu Ngài, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đến cùng chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài hiện diện, ô thăm viếng dân sự của Chúa, chữa lành chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự ngọt ngào thánh linh Ngài, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ô Shakadabaradiri. Ô đời sẽ cả đáp với quyền phép Ngài trên chúng con ngay giờ này, Chúa ạ. Ô trong danh Jesus Christ, ô con công bố sự động chạm Ngài ngay giờ này trên tất cả anh em chúng con, trên tất cả trời thơ Ngài, cho tất cả người anh chị em chúng con, tất cả người nghe bài giảng ngày hôm nay, ô nghe video này, xem video này trong danh Jesus Christ, ạ, các con có sức giàu trên trời ngay giờ này, đập tan tất cả những ai phá vỡ mọi kỳ, nhân danh Jesus Christ giải phóng, ô anh em con giải phóng người Việt Nam con, cho ạ, giải ách nô lệ, con công bố sự sáng thánh linh Chúa, ô trên đời sống họ, trên tâm linh họ ngay giờ này trong danh Jesus Christ, hallelujah. Hallelujah, hát khen Chúa, Chúa ơi, ô thần linh, ô thần linh, lời của Ngài, Chúa ạ, ô đã tất cả những chúng con cần, Chúa ạ, chúng con cần Ngài hơn tất cả mọi sự, chúng con cần Ngài hơn hơi thở, Chúa ạ, chúng con cần Ngài hơn được ăn được mặc giấc ngủ, chúng con cần Ngài, Chúa ạ, ô chúng con nhận thức rõ ràng rằng chúng con từ Ngài, bởi Ngài và do Ngài, Ngài, Chúa ạ, và tất cả chúng con đều hướng về Ngài, Chúa ơi, ô chúng con hướng về Ngài. Sư phụ chúng con, thần bé thật hãy dẫn chúng con trở về thật, Chúa ạ, chúng con đang trước ngôi điện của Cha để nghe Cha dạy dỗ chúng con bởi rê ma của Ngài, Chúa ạ. Hãy mớm chúng con với rê ma của Chúa, hãy mớm chúng con trong lời ngày hôm nay, lời của thần linh sự sống, Chúa ạ. Sao thì chúng con chẳng biết chi cả, và nhân danh Chúa Jesus Christ ta công bố, ô thần linh của trời phủ chúng ta, ta công bố thần tỏ ra trong trời ngay giờ trên dân sự của Chúa để nghe lời của Ngài, và nhân danh Chúa Jesus Christ ta ra lệnh cho tất thảy những công việc xa thì, ô hãy rút xuống, hãy đuôi ra khỏi dân sự của Chúa trong danh Chúa Giêsu. Ô ra sáng cả đẹp và ta ra lệnh cho từng tế bào sống trong thân thể của chúng ta hoạt động thật tốt vì vinh hiển Chúa Trời. Ô não bộ hoạt động thật tốt, ô tay chân tất thảy các cơ tất thảy shakada từng tế bào trong cơ thể chúng ta hoạt động thật tốt vì vinh hiển của Ngài. Ngợi khen Chúa, hallelujah, vinh danh Cha, chúc phước danh của Cha, Chúa ơi, Chúa yêu Ngài, Chúa hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Cha, Chúa Con Jesus Christ và Chúa Thánh Linh. Amen. Tháng 1 này của chúng ta, hội thánh này sẽ có lễ trời phước dân tộc và hội thánh trời thương. Hệ thống giá trị là Đức Chúa Trời, anh em ạ. Bữa trước chúng ta đã dạy về thì những bài giảng trước chúng ta nói về lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Vì lòng biết ơn ấy là một sự, là một điều rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta, anh em ạ. Không những đời sống chúng ta, đâu đời sống trong thế gian này rất cần lòng biết ơn. Để chúng ta cần phải luyện tập cho mình cái sự biết ơn đến với Chúa Trời. Amen. Qua sự tôn kính ấy. Anh chị em hãy nghe các bài giảng cũ và bài giảng, đặc biệt bài giảng những năm trước, bài giảng về lòng tôn kính ấy. Và biết ơn là cần đáp, là cần đáp ít. Tức biết ơn là tạ ơn ấy. Tức là mình muốn, mong muốn làm được tốt để thì đem lòng cái người mình biết ơn, cái đấng mình biết ơn. Nên khi mình biết ơn ai đấy, mình biết ơn Chúa, biết ơn ai đó mà Chúa dạy đó, là mình phải sao ạ? Mong muốn từ đáy lòng của mình ấy, nỗ lực của mình ấy, để mà tạ ơn, để mà trả ơn cho họ, để bày tỏ cái sự kính trọng của mình với họ. Amen. Bằng tất cả điều mình có với Chúa Trời, thì bằng tất cả tấm lòng của mình, bằng tất cả linh hồn, bằng tất cả sức lực, bằng tất cả trí tuệ của mình. Còn đối với con người yêu họ, anh em có cái gì ta mới chia sẻ cho họ. Amen. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với chị em cái điều mà tôi hứa với chị em là về hội thánh của Chúa. Đó là hai đây là cái là giá trị tháng 2 là giá trị hội thánh Chúa ấy. Nhưng đây tôi muốn nói về cái điều là Đức Chúa Trời Ngài muốn điều gì ở trong đây. Giá trị về hội thánh Chúa là giá trị tháng 2 là tháng sau, không phải tháng 2. Nhưng ở đây tôi muốn nói, đây không phải đi trước tháng trước, đi trước tháng 2, mà cũng nói về cả Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Ngài muốn ở trong đây về cái lập trường của Chúa Trời, về quan điểm của Chúa Trời, về ý của Chúa Trời ấy, về đường lối của Ngài. Tại vì năm nay là chúng ta cầu nguyện gì ạ? Về gì? Đường lối của Chúa. Amen. Nhận biết Chúa mà. Nhận biết Chúa là nhận biết Chúa, nhận biết tấm lòng của Ngài đấy, nhận biết đường lối của Ngài. Không nhận biết công việc đâu, không phải nhận biết qua sự chúc phước thế này đâu, đơn sơ, đơn giản thế đâu, mà nhận biết đường lối của Chúa Trời. Nên cái bài giảng này sẽ chỉ ra cái đường lối của Ngài. Mà muốn chỉ ra đường lối đấy thì sẽ tỏ ra những điều khác nhau. Cái bài giảng ngày hôm nay thì tôi không phải soạn, mà bài giảng ngày hôm nay là trên cơ sở một cái điều của người, của những hội thánh khác ấy, họ làm chứng về
anh em ạ. Cũng như chúng ta đã từng giảng cái bài giảng, từng nghe cái bài giảng về tôi học điều gì ở God Embassy, có nhớ không? Những điều khác của những người khác ấy học được ở điều ở những cái điều gì mà đặc biệt từ đại hội thánh đại sứ quán trời ơn phước dân tộc, những cái điều mà đặc biệt đấy mà họ không tìm thấy ở các đội thánh khác, những cái điều Chúa Trời ngài bày tỏ đặc biệt với cuộc đạo quân tinh binh tinh nhuệ nhất của ngài mà những ngày sau đó mà ngài muốn bày tỏ, ngài muốn gọi là thiết lập ra những đạo binh đấy để chinh phục các nước các dân cho Chúa, để đặc biệt cho tin lành nước Chúa Trời thế gian. Amen. Về sự cứu rỗi của thế gian ấy, tin lành cứu rỗi mà theo khái niệm giờ mà đơn giản mà người ta đang giảng giải ấy thì sẽ không cứu được thế gian. Amen. Chúa sẽ cái tin lành đấy sẽ không giữ được, sẽ là không khiến Chúa Giêsu từ trời xuống đất được. Bởi Kinh Thánh đã khẳng định rằng chỉ có tin lành nước của Chúa Trời được tỏ ra, được bày tỏ ra, được giao giảng khắp muôn dân thì sao? Thì sự cuối cùng mới đến. Amen. Chỉ tin lành nước Chúa Trời thôi, vì ma quỷ rất sợ tin lành nước Chúa Trời. Vì thế mà ngay cả sự giảng giảng tin lành ấy, đường lối của Chúa nó làm méo mó để cho con dân Chúa họ bị lệch lạc về cái sự hiểu biết đó, và chính sự hiểu biết đó và cuối cùng là sao sẽ cản trở việc mà tin lành nước Trời đến. Và thậm chí người đấy ấy, họ có thể họ không giữ sự cứu rỗi của mình, anh em ạ, hay là chật vật lắm ấy thì họ như là qua lửa, họ lại còn cái nền ở đấy thôi, họ lên trời trong phần tay trắng, họ cũng chẳng có cái phần thưởng gì cả, mà chật vật luôn mới làm được. Nhưng mà khi chúng ta ở trong tin lành nước Trời, chúng ta sẽ đi vào một cách rộng rãi trong nước Chúa Trời. Amen. Sự kêu gọi chúng ta giống như Trời mà quản trị muôn vật, để sự kêu gọi đời đời không bao giờ thay đổi trong lĩnh vực mà Chúa gọi chúng ta. Cái bài giảng ngày hôm nay thì lại trên cái cơ sở là Shakadara. Tức là nó mang tên này, sự khác nhau giữa Cơ Đốc giáo thương mại và Cơ Đốc giáo Kinh Thánh. Cái từ Cơ Đốc giáo tôi không muốn dùng đây. Chúng ta hay dùng, tại vì nếu thế nó bị nhầm lẫn rằng là Cơ Đốc giáo là một loại tôn giáo hay một loại đạo, nhưng không phải vậy. Vì tôi muốn chuyển ra tên, nó không phải là dịch ra không tên Cơ Đốc giáo, mà dịch ra là Đức Tin Cơ Đốc. Amen. Cái Đức Tin Cơ Đốc hay là Tín Ngưỡng Cơ Đốc, Đức Tin Tín Ngưỡng Cơ Đốc, Niềm Tin Cơ Đốc, Shakada Parasakada. Cái gì có thể anh em hiểu ý chưa? Để mà không bị lệch với cái chuyện mà gọi là loại đạo giáo hoặc những cái đạo giáo khác, dư vật khác. Amen. Để sự khác nhau giữa Đức Tin Cơ Đốc Kinh Thánh và Đức Tin Cơ Đốc thương mại, sự khác nhau ở đây. Đây là những điều này nhằm mục đích tôi muốn để vì Đức Chúa muốn khẳng định rằng là các con đang ở một nơi rất tuyệt vời, các con đang ở một nơi được chọn đấy, được dạy dỗ những điều mà sâu lắng nhất, những điều mà thầm kín nhất của ta. Amen. Những điều thầm kín nhất, những điều mà những người khác họ, các tôi tớ của Chúa ngày xưa ấy, họ cầu nguyện để được thôi nhưng không được. Mà đến kỳ này ta quyết định ta chọn lựa các con, ta đổ xuống những con trong God Embassy để chúng ta nhận biết được những cái lẽ thật sâu sắc đấy để đi vào trong thế gian, những gươm ấy để mà có thể đi vào tất cả lĩnh vực của xã hội, tất cả của đấy, tất cả lĩnh vực nhé, không chỉ có lĩnh vực về tâm linh tôn giáo đâu, mà tất cả lĩnh vực trong xã hội để mà làm chủ trong đó. Hallelujah, Shakada Parasaka. Vâng, như vậy ở đây nhưng mà giảng này nó nói về những điểm khác nhau giữa Đức Tin Cơ Đốc thương mại và Đức Tin Cơ Đốc Kinh Thánh. Đây là cái sự mà khẳng định rằng điều chúng ta đang được học, chúng ta đang được theo. Và đây là được cái ông mục sư Joseph Matera này, của Matera của cái mục vụ quốc tế mang tên là Vatican, hay là sự sống lại đấy, cũng là mục sư trưởng của thánh Vatican, của thánh sự sống lại, chủ nhật sự thánh sự sống lại, và là Episcop, là tổng giám mục và tổng giám mục các của cái Colas của thiền liên minh các hội thánh tên là Giao ước Đấng Christ ấy. Và được bài giảng này hay là những cái điều này được nói ở trên cái trên cái tạp chí gọi là Christmas News đấy, anh em ạ. Đấy, điều đấy họ khẳng định những điều gì của thánh đại sứ quán nước Trời đang làm, có thể chúng ta đang được dạy dỗ để chúng ta biết rằng là chúng ta học gì, chúng ta được học cái gì, và chúng ta trân trọng những điều của nước Trời ngài bày tỏ trong đường lối của ngài.
và có 21 điểm anh em, 21 điểm khác nhau. Và anh chuẩn bị này, điểm thứ nhất đó là mục sư tại hội thánh, mục sư mà, mục sư của hội thánh mà giao giảng đức tin cơ đốc thương mại đấy, họ sẽ giao giảng những sứ điệp gì? Những sứ điệp là phù hợp với nền văn hóa, phù hợp không, xin lỗi, từ phù hợp không đúng lắm, và những sứ điệp mà có thể thích hợp để cho nó hợp với văn hóa của thế gian. Còn mục sư của hội thánh mà giao giảng đức tin cơ đốc của kinh thánh đấy, của Đức Chúa Trời đấy, thì họ giao giảng sứ điệp sao ạ? Đoán xét những hệ thống giá trị thế gian. Anh hiểu ý chưa? Tất những sứ điệp, những cái sứ điệp, tôi nói tất cả sứ điệp nhưng tôi không nói chỉ có một hai sứ điệp, mà tất cả những sứ điệp của đức tin cơ đốc thương mại đấy. Anh em hiểu cái từ đấy không? Đức tin cơ đốc thương mại là gì? Alo. Tại ngày nay trong Kinh Thánh nói rằng là họ chỉ lấy cái bụng mình làm chúa mình thôi. Tại những người mà của Thánh Đức tin cơ đốc thương mại ấy là họ chỉ xây dựng vương quốc của họ, anh em ạ. Không nghĩ đến được vương quốc của Chúa Trời đâu. Mà vương quốc của họ, của giáo phái họ, của hội thánh họ. Hiển nhiên mình chúng ta ăn nghe giáo cơ đấy rồi. Nhưng đây họ chỉ biết là mỗi họ là nhất, họ là tất cả, còn chắc tất cả mọi người chẳng cái gì cả. Họ mới là tất cả. Vì thế mà cái hội thánh mà hẹp mục sư của hội thánh mà đi thương mại thương mại đấy, cơ đốc thương mại, thì họ chỉ giao giảng những cái sứ điệp nào đó mà thích hợp để mà nghe êm tai anh em. Và trong đoạn Kinh Thánh nào thì mình như thế. Công vụ của sứ đồ đoạn 2 câu 37-38 anh chị em đọc cho tôi. Công vụ sứ đồ đoạn 24 câu 20-25. Đoạn 2 trước nào đọc cho tôi xem nào. Còn mục sư của hội thánh đức tin cơ đốc Kinh Thánh ấy, thì sao? Thì những sứ điệp đó là vẫn hướng đến nền văn hóa của vừa đến thế gian để cứu thế gian, nhưng mà phán xét nó chia tách nó ra để tách biệt ra đâu lại từ giá trị thế gian, tách biệt đâu lại từ giá trị của nước Chúa Trời, để bật ra đen trắng phản trái anh em ạ. Nào đọc cho tôi rồi anh em, dọc tốt đọc cho tôi rồi. Công sứ đồ đoạn 2 37-38. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 37. Chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-su chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được làm sự ban cho Đức Thánh Linh. Amen. Tiếp. Vì lời hứa của tiếp là cùng sứ đồ đoạn 24. 24 anh em. Thì tìm tôi là tiếp. Anh em thấy chưa? Phi-e-rơ nói như vậy tức là gì? Phi-e-rơ nói như vậy đấy, tức là khi mà nghe những sứ điệp đấy là sao? Những người khác họ hỏi là: chúng tôi phải làm gì? Chúng tôi phải làm gì để thay đổi đấy? Em có hiểu không ạ? Tôi phải làm gì? Và đòi hỏi đó là phải hối cải. Cái gì đó người phải thay đổi lối của mình, thay đổi lối đi của mình, thay đổi cách sống của người. Amen. Chứ phải du ngủ ô được phước lắm, ô tốt lắm, ô yêu lắm, không có gọi là xoa dịu thế đâu anh em ạ. Amen. Những sứ điệp của Đức Tin Cơ Đốc thực sự của Đức Chúa Trời đấy, Kinh Thánh đấy, theo tiêu chuẩn của nước trời Kinh Thánh đấy, đó là những sứ điệp đấy, họ chỉ ra đen trắng phải trái. Amen. Để khiến người ta, khi người ta nghe đấy, người ta nhìn thấy được bộ mặt thật của họ, nhìn thấy được tình trạng của họ. Amen. Và không thỏa hiệp gì cả, để cho khiến cho lương tâm họ ấy phải hỏi thêm mình phải làm gì bây giờ nhỉ. Mình như thế rồi, họ nhìn thấy tình trạng tôi thế nào, tôi phải làm gì đây. Họ có thể, nếu mà những người nhút nhát, họ có thể không dám nói ra, nhưng bên trong lòng họ đang nói ra như vậy.
Và cái câu trả lời của Phi-e-rơ thì hối cải để mà tiếp nhận thần linh. Cũng như vậy đấy, cái sứ điệp của chúng ta ấy, đó là sứ điệp gì ạ? Để thay đổi đến khi chúng ta thay đổi động cơ tư duy tấm lòng của chúng ta. Amen. Và tiếp nhận đường lối đi trời, tiếp nhận thánh linh của Ngài. Không phải là chung chung thánh linh lờ mờ ở đây đâu, vô hình ra đâu, mà những đường lối rõ ràng của Chúa, cụ thể đường lối của Chúa. Amen. Mà cho tôi mời đọc 24 anh em. Công vụ các sứ đồ chương 24 câu 25. Nhưng khi Phao-lô nói về 24 anh em 24 từ câu 24 đến câu 25 chương mấy? Chương 24 đấy, câu 24 đấy. 24 anh em. Qua mấy ngày sau, Phê-líp với vợ mình là Đơ-ru-si người Giu-đa đến, rồi sai gọi Phao-lô và nghe người nói về đức tin trong Đức Chúa Giê-su Christ. Nhưng khi Phao-lô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Phê-líp run sợ nói rằng: bấy giờ ngươi hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại. Đấy chứ nghe. Giờ những cái sứ điệp đấy, mà thậm chí những kẻ mà cứng lòng đấy, họ sợ không dám nghe. Alo anh em ạ, chứ không phải sứ điệp để mà nghe cho sướng tai đâu, để thỏa hiệp đâu với thế gian đâu. Alo anh em ạ, những sứ điệp mà những kẻ mà cứng lòng đấy, họ sợ không ra đến hội thánh. Nhưng mà họ vẫn chờ đến lúc nào họ muốn họ sẽ quay lại, tại họ biết rằng chỗ này có thể cứu được, chỗ này có thể giúp được họ. Chỉ có điều là họ là bị quá vùi sâu trong tội lỗi, trong bóng tối, nên họ sợ ra sự sáng, bởi vì tất cả việc lành, việc xấu xa của họ sẽ bị lộ hết ra. Như Chúa Giê-xu nói đấy, vì người không dám đến cùng sự sáng, bởi vì người ưa thích sự tối tăm hơn sự sáng, bởi vì khi mà đến sự sáng thì sự tối tăm như bày tỏ hết cả ta. Nhưng khi ở trong cái chúng ta đấy thì lột trần hết tất cả. Tất cả ta linh thần cảm giả mạo. Amen. Tất cả sự đặng bức giả, tất cả sự ô uế lật hết ra, tất cả bài giả. Amen. Những cái nếp nghĩ nô lệ, nếp nghĩ vô trách nhiệm, những cái nếp nghĩ hay động cơ tấm lòng đấy là ích kỷ, nó bị bật hết ra. Thì lúc ấy con người trước hai sự chọn, chỉ có hai chọn lựa: hoặc là ăn năn hối cải để tiếp nhận thánh linh của Chúa và theo đuổi đời của mình, hoặc là sao run sợ, đúng không ạ? Tôi sợ người ta có thể hành động là đâm lại, đánh lại, cãi lại. Hoặc là luôn sợ đến mức mà đến lịch sự, là kiểu ông vua ông nói đấy, là thật, thôi, không nói, kiểu như thế đấy. Thế này lúc nào ta mời cũng là lúc khác ta đến của thánh rồi, bây giờ tại họ quen với đời sống cũ rồi, thôi để lúc khác mình thay đổi cũng được. Anh em ạ, chứ phải những sứ điệp mà nghe cho gọi là gì ạ, êm tai, ôi được chữa lành nhá, ôi được chữa lành hát lên, ôi sướng quá, ôi là được sự chúc phước, ôi con được làm tốt nha, ôi sướng quá, thế thôi. Chỉ có đến sứ điệp gì ạ, để cho êm tai và thích hợp với hiện giá trị thế gian. Thế gian đang buôn bán mà, một người đang đi buôn bán lắm tiền, ôi ok, em học đấy, các anh em này chú đi, các người được lắm tiền lắm, người sẽ được giàu lắm, người sẽ khỏe lắm, thế đấy, thế thôi, để su ngủ. Như đây sứ điệp chúng ta giải sứ điệp sự công bình. Amen. Sứ điệp sự sánh sạch, rõ ràng. Thay đổi, bạn chọn lựa thôi. Hoặc là hối cải để tiếp nhận thánh linh của Chúa trong qua bài giảng đấy mà ăn năn thay đổi đời sống mình. Hoặc tự chọn lấy cái đời sống dơ bẩn khác. Và kết cục của nó thì ai cũng biết rồi. Đấy điểm thứ nhất. Điểm thứ hai. Đức tin thương mại đấy thì không muốn thay đổi cái gì cả, nhưng đức tin của cái thánh thì khuyến khích, thúc đẩy, động viên làm cuộc phục hưng, làm cuộc cách mạng anh em ạ, làm cuộc thay đổi, làm cuộc cải cách. Công vụ sứ đồ đoạn 17 câu 6. Công vụ sứ đồ hôm nay hơi nhiều đấy, đặt vào cái sách của sứ đồ 17 6. Đức tin thương mại hay đức tin yếu đuối đấy, họ không có thay đổi đâu, họ quen ở trong căn phòng họ rồi anh em, quen trong tiện nghi rồi, họ muốn là Đức Chúa phải chạy theo họ để chúc phước cho họ, chứ không muốn rằng là phải đi theo Đức Chúa, phải vỡ,
phải tan vỡ này, phải vỡ, bước ra khỏi cái thuyền căn phòng của mình đấy, để đi với Chúa Trời, đi trên ngọn sóng ngọn gió của cuộc đời. Mày đọc Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 6. Tìm không được, bèn kéo Giaso và mấy người anh em đến trước mặt các quan án trong thành mà la lên rằng: kìa, những tên này đã gây thiên hạ nên loạn lạc. Đấy. Nay có đây. Hallelujah, Shakarababusur. Những người mà gây ra cái sự gì ạ? Nó không gọi từ loạn lạc ấy, hay gây ra sự gì mà gọi là sự reformation, sự thay đổi đấy, náo loạn thế ra, náo loạn đấy. Để đức tin thương mại nhá, thì là cái tảng đầu hàng đấy, thế nhá, ăn thì uống gì, chúc phước, được phước hạnh, không có thay đổi. Nhưng đức tin kia thì làm cho chúng ta được nổi trội luôn anh em ạ, bước đi sống luôn. Mà đến nỗi những cái thế lực cầm quyền đấy, nó phải bảo là ô bọn làm nó lại thế ra những người kia kìa, chúng đang tìm, đang truy tìm chúng nó, mà đây này, nó đây này, nào là nó là giải hạn, nào nó ABC đủ cứ bùm đấy, nó là nó lại thế ra. Đức kẻ cầm quyền này không chỉ cầm quyền trong thế lực về hành chính, mà cả cầm quyền nó đứng đầu một nhóm hội thánh địa phương nào đó chẳng hạn, anh em ạ, cũng gì ạ, cũng phán xét ra là những kẻ này nó lại hết cả các thứ đấy, náo loạn luôn cả náo loạn cả gọi là cuộc sống cơ đốc đang ổn thỏa thế này, đang thế này, đang vui mừng thế này, đang kiểu đang vui thỏa thế này, thế này thôi, không có thay đổi, hàng ngày đến cầu viện rác tân tử tân tưng, xong rồi chúng tôi được ăn uống được chơi bời đấy, thế bây giờ nó náo loạn thay đổi thế này, ôi khó chịu quá. Cái đức tin đảo đấy, cái đức tin thương mại đấy, cái đức tin ích kỷ đấy, họ sẽ sao? Họ không có thay đổi. Không có thay đổi. Nhưng đức tin thương mại, đức tin là xin lỗi, đức tin cơ đốc giáo, đức tin chân thật ấy, đức tin kinh thánh ấy, thì là thúc đẩy gì ạ? Phải nằm nó lại. Amen. Nếu anh em đến nơi nào hay không nằm nó lại, vấn đề cho anh chị em rồi. Anh em ạ, ở hội thánh chúng ta đã nhận được thành tựu trong sứ mạng chúng ta rất nhiều ấy. Anh em đọc trong nghiên cứu sứ mạng đấy, sứ mạng học chúng ta đấy, Bethesda nhớ Bethesda chưa? Chúng ta nhìn thiên sứ của Chúa đấy, giáng xuống nước. Hội thánh mang tên là của chúng ta mang tên gì? Trời Thương mà, nhà tư xót là Bethesda mà, giáng xuống đúng giữa này, năm cái cửa như quốc kỳ của Việt Nam, chính trị, kinh tế thương mại, khoa học giáo dục, văn hóa nghệ thuật, các loại xã hội khác, họ đi qua cửa đấy, họ động chúng ta, thiên sứ của Chúa giáng xuống nước đấy, giáng xuống lời của Chúa đấy. Họ sẽ được cứu, họ sẽ giải thoát, bất kể bệnh gì cũng được chữa lành. Amen. Amen. Tức chúng ta phải làm sao? Mang cái sự mà giải phóng, giáng xuống cái thiên sứ của Chúa đấy, giáng xuống, là náo loạn từ nước lên, náo loạn bắt lên này. Amen. Phải như vậy. Từ những cái giáo lý hay những lời dạy dỗ các thứ ấy, phải làm một cách mạng. Anh em ạ, chứ phải tàng tàng gọi là cơ đốc nhân cổ điển hay là cổ truyền, theo truyền thông cổ là họ cứ tàng tàng thế này, nó không xuất sống, nó đầy sặc mùi tôn giáo, anh em ạ, nó không muốn cho chúng ta được thay đổi như Chúa muốn, mà chúng ta được thay đổi khi gì ạ? Khi làm vỡ ra, amen, khi bước ra khỏi cái comfort của mình đấy, đẩy chúng ta phải đi, phải thay đổi đời sống mình. Điểm thứ ba, 21 điểm này, đến hơi lâu đấy. Shakara là rất cố gắng cho nhanh. Điều thứ ba này, Shakara bà, đức tin cơ đốc theo kiểu thương mại đấy thì mời mọc, nhưng đức tin chân thật đấy thì là gì ạ? Công bố. Shakara công bố sứ đồ vẫn đoạn 17 đọc tôi câu 23, do gì công bố lẽ thật là như thế, không có bài đoàn cãi. Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 23, lúc đó có sự loạn lớn săn ra vì cớ đạo tin lành. Anh em hiểu không? Cái từ đạo tin lành nó gì sai? Vì cớ lời đức tin, vì cớ là tin lành thì sao giảng ra? Chứ không phải đạo, đây không phải loại đạo dơ bẩn, vứt cái đạo đi.
Shakadabara, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời hơn tất cả. Amen. Nên Đức Chúa Trời khi được công bố thôi em đấy. Em ạ, chỉ có công bố thôi. Khi công bố ấy, là không gì ạ, không gọi là prerequisite associate. Tiếng Anh nói thế, tức là không, tức là công bố ra và không bàn cãi. Amen. Alo, chi tiết trong đây sự xảy ra trong đó. Sự loạn lạc thêm đúng không? Loạn lên là loạn lạc tốt đấy anh em ạ. Không loạn lạc của chiến tranh, của chém giết, cướp giật đâu. Là loạn lạc đây là gì? Đây là cái sự bối rối, sự tung tóe hết cả lên. Sự tung tóe lên để vì bởi vì là thế gian nằm trong tội lỗi lâu quá rồi. Đó con người theo Chúa đấy, gọi là theo Chúa từ lâu năm đấy. Mặc dù có thể mục sư, sứ đồ ABC, mục sư trưởng, trưởng giáo ABC đấy, nhưng vẫn nằm trong hệ thống giá trị thế gian anh em ạ. Nhưng vẫn cứ tưởng lầm là đẹp lòng Chúa lắm. Thì bây giờ những cái giáo lý được tin thật đấy sẽ làm lay động tỏ ra, làm rung động ra, láo lắm cả cái chuyện cả đức tin họ lên. Khi nói đức tin chẳng đấy, chúng ta nói đức tin không phải là sự biết chắc điều mình nghe, mà sự thực hiện điều chúng ta đang trông mong. Amen. Chứ không phải chỉ đơn giản là biết chắc. Đức tin là sự biết chắc điều gì ạ? Mình đang trông mong. Không, không phải không chỉ đơn giản thế, mà sự thực hiện để làm cách mạng. Không có ngồi biết đâu, không ngồi mà tin được không? Người biết thì người có hành động gì? Giống như thế không? À không, tôi biết rồi, tôi làm gì? Tôi cầu nguyện, thế thôi em. Có kỳ cầu nguyện, đúng, có kỳ cầu nguyện. Nhưng mà chỉ có cầu nguyện không thế? Không được. Tại vì cái lực, cái cầu nguyện đấy, đừng anh chị em đứng tưởng cầu nguyện là vũ khí toàn năng nhé. Anh em ạ, alo, đừng tưởng bao giờ như vậy nhé. Tại vì Kinh Thánh không nói chúng ta được cứu bởi sự cầu nguyện. Amen. Mà chúng ta được cứu bởi gì? Đức tin. Đức tin. Ai có đức tin mới đẹp lòng Chúa Trời. Chứ không phải ai cầu nguyện đẹp lòng Chúa Trời đâu. Đầy sự cầu nguyện. Nhưng Kinh Thánh nói cầu nguyện đấy mà lại không làm theo đức tin đấy thì lấy sự gớm ghiếc. Cầu nguyện mà không làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời lấy sự gớm ghiếc. Lấy cầu nguyện lấy sự gớm ghiếc của Chúa Trời. Nên đừng có mà thần thánh hóa cái sự cầu nguyện. Amen. Và cầu nguyện là cái việc rất cần thiết, rất quan trọng. Chúng ta không hạ thấp sự cầu nguyện. Nhưng nó không phải là gì ạ? Nó không phải là nhất. Amen. Vì mục đích của nó là chỉ để cho ra đức tin thật. Chứ cầu nguyện mà không ra đức tin thật đấy, mà ra đức tin cơ đốc theo kiểu mà gì ạ? Tôi đã nói cơ đốc gì? Đức tin cơ đốc theo kiểu thương mại đấy, theo kiểu ích kỷ đấy. Thì sự cầu nguyện đấy chỉ vô ích. Lừa dối mình thôi. Vì thế đức tin thật đấy sao? Chỉ có công bố khiến cho những người kia họ bị lão lạc cả lên. Những hệ thống giá trị mà cổ thủ lạc hậu của đức tin cơ đốc đấy làm sao thì rung động cả lên, lão lạc lên. Thì đấy gọi là tin lành thật của Chúa Trời. Amen. Vì thế khi chúng ta nói về tin lành, chúng ta công bố về tin lành gì ạ? Tin lành nước trời. Amen. Không có tranh cãi. Đây có sự bảo thủ mà chúng ta nói trong chỉ công bố, không mời là ôi mời các bạn thế này nhé, tôi lại phải thế này nhé. Không. Có lúc tôi mời, lúc đầu các bạn không nghe, bây giờ chỉ có con công bố thôi. Có công bố chỉ có tin nước trời mới cứu các bạn, chỉ có tin nước trời mới khiến Chúa Giêsu xuống thế gian. Amen. Còn sự cứu rỗi mà các bạn đã rõ ràng đấy, nó đang làm tội lớn cho bạn Chúa Trời, bởi vì nó giữ Chúa Giêsu trên đất, xin lỗi, ở trên trời không xuống đất rồi, vì lời Chúa hứa rồi. Là tin lành nước nước trời rõ ràng đến tận cùng đất ấy, thì sự cuối cùng mới đến được. Amen. Mà sự cứu rỗi cũng phải hiểu đúng là sự cứu rỗi là gì? Cứu rỗi con người, sau đó cứu rỗi thì thế gian, vì Kinh Thánh khẳng định rằng vì nước trời yêu thương thế gian. Amen. Thế được ban cho thế gian con một ngày, chớ không phải là bị gì sai là chỉ yêu thương con người. Thế gian sao? Nước trời là vì yêu thương mà, ngài đâu chỉ yêu mỗi con người không? Amen. Hãy dùng cái đầu của mình để suy nghĩ. Đừng có nghe một lời bây giờ giảng giải Kinh Thánh bây giờ lệch lạc. Phía dưới yêu thương thế gian. Kinh Thánh bản gốc là thế gian. Thế gian gồm con người là chủ của thế gian đó, mà Đức Trời đã ban cho, cộng với tất cả những cái lĩnh vực, cộng với tất cả các tạo vật, và Đức Trời giao cho con người quản trị. Amen. Nên chúng
ra cái bài giảng và tất cả các sứ điệp của đức tin Cơ Đốc thật đấy, Kinh Thánh đấy, chỉ có gì ạ? Công bố. Amen. Có mời mà thế này nhé. Chúng ta mời nhưng mời chúng sẽ công bố khẳng định như thế đấy. Amen. Và thế sự kiên định rõ ràng của lập trường Cơ Đốc của chúng ta. Điểm thứ tư này, Shakadabara Christasver hay là đức tin Cơ Đốc hay là Cơ Đốc giáo thương mại đấy thì làm sao dẫn người ta đến hội thánh, nhưng đức tin Cơ Đốc thật thì dẫn người ta đến đấng Christ, anh em ạ. Răng đoạn 1 câu 12-13 và Công vụ Sứ Đồ đoạn 8 câu 35, đọc cho đoạn 8 câu 35. Shakadabara vẫn sách Công vụ. Dẫn đến Chúa Giêsu chứ không phải là dẫn đến hội thánh, mà hội thánh là cần, anh em ạ. Công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 35, Philip bèn mở miệng bắt đầu từ chỗ cưng thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giêsu cho người đó. Đoạn 1 răng câu 12-13, đoạn 1 răng câu 12. Nhưng hệ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin rằng Ngài, là kẻ chẳng phải săn bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng săn bởi Đức Chúa Trời vậy. Amen. Hallelujah. Đó, Đức tin Cơ Đốc ấy là không dẫn người ta, rủ dê người ta đến hội thánh, anh em, mà rủ dê mời bảo người ta dẫn người ta đến đâu? Đến Đức Christ. Amen. Đến Đức Christ. Vì vậy chúng ta có thể xem được có những người họ chỉ giảng tin lành, sau đó là họ tin cho Chúa, xong họ chỉ thuộc hội thánh họ thôi, sợ thế khác không được, bắt đầu rủa, bắt đầu nói hành nói xấu đủ các thứ ABC. Thế họ làm cho ai đấy? Họ là kẻ ích kỷ, có đúng vậy không ạ? Những đức tin thật đấy là dẫn đến Đức Christ. Đức Christ có thể phân bổ với người đấy ở mỗi thánh địa phương đó quyền của Ngài, vì Ngài là chủ, và quả thật Ngài là chủ thật. Amen. Như thế chúng ta dẫn nhiều người đến với Chúa, nhưng không phải là tất cả phải chỉ ở trong hội thánh trời thương thôi. Những người còn sót lại cái trời thương đấy là những người mà sẵn sàng là thay đổi mình, sẵn sàng làm tướng làm vua. Amen. Sẵn sàng mà cuộc đời sống sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu, hàng trăm triệu người sau này. Thế còn những loại theo kiểu mà thôi để ăn thứ gì đấy, thôi đi theo Chúa để mà trục lợi đấy, thì họ sống có lòng cũng biến. Tôi nói với anh chị em thôi, nhiều lúc trước tôi đã giảng với chị em, nếu anh chị em đến để không muốn thay đổi, để là vua làm tướng của Chúa đấy, anh em có thể đi tìm một người khác, có thể nó dung của chị em thích lấy sang một người khác để mục sư đấy sẽ trả lời trước mặt Đức Chúa Trời về linh hồn của anh chị em. Còn tôi trả lời trước mặt Đức Chúa Trời về linh hồn anh chị em ấy, để chị em phải làm tướng, làm vua. Còn cái chuyện tôi trả lời cho bạn Chúa về chuyện là tôi đã bày cho họ bàn tiệc đó rồi, tôi đã bày cho họ bàn tiệc đó, mời họ bàn tiệc đó rồi, công bố những điều tốt lành của bàn tiệc đó rồi, và họ còn họ chọn lựa thôi, dẫn họ xin cứu lỗi rồi, rồi họ chọn lựa, họ có thể chọn lựa chỉ ăn toàn rau dại hoặc ăn tất cả sơn hào hải vị mà Chúa mời họ, họ chọn lựa thôi. Nên tin lành, hãy đức tin Cơ Đốc, Kinh Thánh nhé, sẽ dẫn người ta đến đâu anh em? Đến Chúa Giêsu, dẫn Chúa Giêsu. Còn Chúa Giêsu phân bổ chuyện của Ngài, vì Ngài là chủ. Amen. Dẫn đến Chúa Giêsu. Shakadabara sakara, không có lôi kéo, không có cái rủ dê phải vào thánh thôi. Chỉ có ở đây thôi mới được sống. Thế cái hội thánh khác là gì? Không thân thể của Chúa. Nhiều người còn nói rằng là chỉ có hội thánh tin lành mới được cứu. Thế hội thánh không dám không cứu à? Thầy chính không dám không được cứu à? Vậy người là ai mà dám phán xét hội thánh không dám? Người là ai? Họ có thể sai phạm, có lệch lạc giáo lý. Nhưng người có chắc chắn là tất cả những người mà giáo lý lệch đấy, tưởng lệch đấy mà được không cứu không? Mà chính họ là cha đẻ của cái đức tin
mà bây giờ người ta cứ tưởng là đức tin của Tin Lành ấy, của Protestant ấy. Còn nhiều người mà tưởng ra Tin Lành ấy, mục sư trưởng ấy, trưởng lão rơi cái ngục ấy sau này ấy, để trắng mắt ra. Amen. Được cứu không phải là ở trong cái hội thánh nào đấy. Được cứu là họ đến với Christ. Amen. Và đến với Christ rồi thì họ biết là con ở thế này thì có biết rồi, con số phận con sẽ thay đổi được định đoạt. Vì tôi nói chị em có ba cái điều ấy, khẳng định đến ba cái điều mà chúng ta được học ở trong giải phẫu khối lớp học ấy, ba điều quyết định cho đời sống chúng ta. Thứ nhất là chúng ta phải chọn lựa thần của mình. Amen. Chọn lựa Chúa Trời hay là các quỷ thần lung tung trong thế gian. Cái đấy quyết định thay đổi đời sống của mình. Chọn lựa ở đây có nghĩa thì cứ cho chúng ta quyền chọn lựa đấy anh em ạ. Thứ hai là anh em chọn được thánh. Và thứ ba là chọn người bạn đời, tương lai, vợ hoặc chồng sẽ quyết định đời sống của bạn. Bạn có thể có con, có cháu sau này, thì cái số phận của dòng dõi nó khác. Nếu bạn lấy ông người vợ của người chồng này thì số phận của bạn có đường khác. Nếu bạn lấy người vợ của người chồng khác thì số phận của bạn sẽ khác. Cũng vậy, các bạn ở trong hội thánh này thì số phận của bạn như thế này. Ở hội thánh kia các bạn sẽ hội thánh khác, sẽ số phận khác. Ở đây tôi cũng nói rằng là ở hội thánh khác không được cứu, họ vẫn có thể được cứu anh em ạ. Amen. Nhưng mà cái sứ mạng của họ có được bộc lộ, có được bày tỏ ra không, là một. Và thứ hai là sứ mạng đó có được thực thi không. Sứ mạng, cái sự kêu gọi của bạn ấy, tôi nói cho em sự kêu gọi của bạn không phải là đi gọi là tôi đi cứ giảng Tin Lành. Thế ra tôi nói từ nói chung chung như tôi sẽ nói là đi khắp nơi giảng Tin Lành cho muôn dân. Thế có hiểu cái từ Tin Lành là gì chưa? Có hiểu cái từ đi khắp nơi là gì chưa? Có hiểu cái từ đi rao giảng là gì chưa? Đại sứ mạng đấy, đúng là đại sứ mạng là sự kêu gọi Chúa. Nhưng thế nào là Tin Lành? Chúng ta định nghĩa Tin Lành một cách rất thấu đáo rồi. Amen. Tin Lành, bản chất Tin Lành chúng ta đã học rồi là gì? Bản chất Tin Lành đấy, bản chất Tin Tốt Lành là gì? Có ba cái điều chúng ta phải nhớ đấy. Đức Chúa Trời đấy, qua con một ngày Jesus Christ, làm sao? Ngài muốn và Ngài có thể sống trong chúng ta, trong xác thịt hư mất thế này. Để làm gì ạ? Thứ nhất để cứu mình. Thứ hai để biến đổi đời sống mình sống như Ngài theo vinh hiển của Chúa. Thứ ba dùng đời sống đấy, dùng mình đấy như đấng giải cứu thế gian trong cái lĩnh vực. Amen. Đấy Tin Lành nhá. Chứ mà chỉ là Tin Lành là được cứu, Tin Lành được cứu thế thôi. Không phải đơn giản thế đâu, không phải nghèo nàn thế đâu. Đừng làm cho trời nghèo nàn. Amen. Đức Chúa Ngài cực kỳ giàu có và tối thượng, Ngài cực kỳ được vĩ đại, cực kỳ lớn, cực kỳ vĩ đại. Đừng có làm như trời quá bé nhỏ như vậy. Điểm thứ 5, Công sứ đồ đoạn 6 câu 7. Đức tin thương mại đấy, nó quan tâm đến những người đến hội thánh. Nó quan tâm đến số lượng những người đến hội thánh, hay là những người gọi là hội thánh, tức là những người số lượng thôi. Nhưng đức tin Kinh Thánh ấy thì sao? Dạy dỗ môn đồ là những người có khả năng thay đổi thế gian. Bảo đồ, hai điều khác nhau nhá anh em ạ. Một nơi chỉ quan tâm là người ta đến hay không đâu, để mà mục sư đấy hay trưởng lão ở đấy nó có vẻ là tận tình tận mạnh chưa, hallelujah sứ chưa, đến được cái thương mại đấy anh em ạ. Còn đức tin Cơ Đốc thực sự Kinh Thánh là gì ạ? Không quan tâm, không phải số lượng, không phải không cần mà cần gì ạ? Cần trong chất lượng đào tạo các môn đồ, không phải là để mà lấy số lượng, mà đào tạo các môn đồ thay đổi thế gian. Amen. Lật đổ những cái đúng giá trị thế gian, lật đổ hệ thống chuyên chế độc ác độc tài của hệ thống giá trị đó, và sao anh em, để khẳng định
quyền chuyên chế tuyệt đối của Chúa Trời. Amen. Theo giá trị nước của Chúa Trời là nhất và chỉ có nhất mà thôi. Shakadabarab đoạn 6 câu 7. Công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu 7. Lời Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo lời nữa. Amen. Tiếp tục Matthew 28, 19. Lời Đức Trời hay lời Đức Tin thật ấy sẽ làm cho người ta thay đổi thế gian, khiến nhiều người họ đến để phục vụ Đức Chúa Trời theo cách Ngài muốn. Matthew 28 câu 19. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tên cho họ. Amen. 2 Timôthê đoạn 2 câu 2. Cái mặc lệnh Chúa Giêsu nói đấy, hãy đi dạy dỗ các muôn dân. Giảng như này nên tức là ở đây là gì? Là nhân danh Cha, Con, Thánh Linh mà báp tên cho họ. Bắt tên để họ tưởng ô à đi là bắt tên thì cứ nhúng vào nước nữa, cứ nhúng vào nước thì là xong, cứ nhúng vào phát vào nước thì là xong, cứ nhúng vào nước thì là xong, phải bắt tên nước đấy. Sau đó nhiều người thánh là chạy theo số lượng là phải bắt tên nước đấy. Này có bắt tên 1.000 lần đấy mà cái lòng thay đổi trong 1.000.000 lần, 1.000.000 lần vẫn luôn bắt tên lên một sổ sách anh em ạ. Bắt tên trong kinh thánh nói rằng trong danh Cha, Con, Thánh Linh mà bắp tên, có nghĩa thì bắp tên sự nhúng chìm. Nhúng chìm đây, nhúng chìm trong Cha, trong bản tính của Đức Chúa Cha, trong tình Cha, trong tấm lòng của người Cha, trong tinh thần trách nhiệm của người Cha. Bắp tên trong Con, trong bản tính của Đức Chúa Con, bản tính khiêm nhường của Đức Chúa Con. Amen. Bắp tên trong Đức Thánh Linh, có bản tính của Thánh Linh nữa. Thế mà bắp tên nhân danh Cha, Con, Thánh Linh, nhân danh tức là phải làm theo ý của những cái đấng mà có sanh đó. Chứ không phải chỉ có là cô nói cô cửa miệng nhân danh Cha, Con, Thánh Linh là bắt tay cho người bừ thế là xong, thế là xong phản cửa giết kỳ sạc. Thế là cho trẻ con em mà dù vẫn cần, nhưng mà khi làm ấy là phải cần một nhận thức cao độ. Amen. Nhận thức chứ không phải là làm cái máy móc này như này xong học mấy cái giáo lý đơn sơ sài mà thế là xong rồi được cửa còn lâu lấy chị em đấy. Còn lâu, kể cả họ thành mục sư trưởng hội thánh mấy chục nghìn người, còn lâu còn khuya mới có thể được cứu. Cứu cũng khó chứ đừng có tưởng mở là chỉ có nhìn vào số lượng số người đâu. Amen. Mà phải đây là những người mà có khả năng thay đổi thế gian, hiểu không? Thay đổi thế gian. Đang đọc tiếp câu thì 2 Timôthê đoạn 2 câu 2. 2 Timôthê đoạn 2 câu 2. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Amen. Shakadabarasa. Tức là đức tin cơ đốc thật đấy. Sao không tập trung chỉ số lượng, lấy số lượng cho đủ cho nhiều, đâu. Mặc dù số lượng cũng cần anh em ạ. Nhưng nó chỉ là giai đoạn đầu tiên thôi. Để lấy những phôi. Amen. Sau từ cái phôi đó làm ra gì ạ? Những cái gọi là môn đồ thật, cái đấy thật nhá, không phải môn đồ là cứ gọi đến đọc kinh thánh đọc xong vách vách xong kể cho người vách vách, thế là gọi là môn đồ đâu? Quên đi, còn lâu gọi là môn đồ. Môn đồ phải làm theo cái gì mà chủ mình muốn làm thì là môn đồ. Chủ sai đâu thì môn đồ đi đó, thế gọi là môn đồ. Amen. Chủ bảo ngươi thế chưa? Ta nhìn thấy lĩnh chính trị này là thối nát, tham nhũng, dân tình kêu khổ sở, mà chính các người cũng kêu khổ sở. Các người kêu là các quan chức thì tham nhũng, các người kêu có kêu. Các người kêu là cái chế độ này độc tài, kêu có kêu. Các người kêu là cái chế độ này nó độc ác, nó bức hại hội thánh, đúng vậy. Các người có kêu có kêu. Thì người làm gì? Cầu nguyện thôi chú ạ. Sau đó gì? Đợi cho đến. Thế ta giữ các người để gì? Làm cảnh à? Mà môn đồ ấy, ta muốn, đúng, ta đến. Nhưng ta đến bằng cách nào? Ta đến qua các ngươi. Ta sẽ đến vào cái lĩnh vực chính trị đấy, ta giải cứu người đấy, ta thay đổi lĩnh vực chính trị đó. Nhưng ai đi?
dân, ta hành động trong những người mà gọi là tin Chúa. Thực sự, ai đi đây? Ông kia. Thế người, khi con ngồi con xem mọi người nào, đúng không? Không lỡ sai sao? À, xong, người không chọn. Người được gọi như thế mà người coi thường sự chọn lựa của Chúa Trời. Thôi, biến. Không muốn vào lấy người nữa mà. Để môn đồ thì Chúa bảo đi đâu thì môn đồ đi đó. Amen. Chúa bảo đi vào đi bước này. Vâng ạ, con đi. Đi đi bước kia. Vâng, con đi. Amen. Thì gọi là môn đồ. Xong vào đấy không phải vào đấy để ngồi đâu, ngồi đấy. Con vào thì chứ không chỉ kia, con vào rồi con vào làm gì? À, con vào con ngồi một góc làm gì? À, con cầu nguyện. Con cầu nguyện. Thế làm gì nữa? Môn đồ vào đấy để thay đổi cái lĩnh vực đó. Amen. Để nó ảnh hưởng lĩnh vực đó. Để mà lôi mình người ta đặt lại một trật tự. Ngươi phải làm vua. Nếu mà ngươi vào đúng chính trị, ngươi có thể không làm vua. Nhưng ngươi phải đưa ra những giáo lý như học thuyết đấy. Để mà dạy ra những cái người mà được gọi trong chính trị đấy. Để họ làm vua. Amen. Ngươi có thể hay tư tưởng ở đó. Một cái đường lối hay tư tưởng, hệ thống tư tưởng ở đó. Để mà sao? Sau này có rất nhiều người, nhiều dân họ sẽ theo hệ thống tư tưởng đó. Họ lập quốc, lập nước. Amen. Hãy nhìn xem đồ tể của thế giới cứ như mắc Angen ấy, lên đi mắc Angen chẳng ấy. Ông ta có làm chính trị không anh em? Anh em? Có không? Ông ta có đi làm vào chính trị đâu, ông ta có làm vua, làm quan nào đâu, đâu. Ông ta chỉ làm gì ạ? Làm các hệ tư tưởng đồi bại, chủ cái mác ấy, để lừa bao nhiêu dân ấy. Mác trước đây nó từng là người cơ đốc nhân, thế mà bán một chục quỷ Satan. Anh em ạ, và bây giờ bao nhiêu hàng trăm triệu người đấy, có thể hàng tỷ người rơi đi cùng tùy cớ một con người phản bội như vậy, phản động như vậy. Mark Lenin ấy, phải độc tài đồ tể giết hại nhân loại như vậy. Tôi yêu ông ấy vì ông ấy trong địa ngục bây giờ, và số phận người theo cái chủ nghĩa đấy cũng rơi địa ngục. Đó là chắc chắn, ta có bối như vậy. Chỉ theo Giê-xu được cứu thôi. Shakandabarasa. Đó, ông ta không làm, nhưng ông ta đưa ra cái hệ tư tưởng khiến cho sao ạ? Sau ta đấy có nhiều kẻ mù quáng khác lao vào, vì ra chỉ trục lợi thôi, nó không nghĩ gì đến chuyện của Đức Chúa Trời cả, và đừng tạo ác mình cả. Nên chúng ta phải cần đấy là không phải là lấy số lượng, anh em ạ, và đó là những cái môn đồ đấy mình có khả năng thay đổi thế ra, đó hội thánh hay là gọi là những cái đức tin cơ đốc thật đấy, cơ đốc thật, tin lành thật đấy, tin lành gọi là của kinh thánh này, anh em ạ, cơ đốc kinh thánh, đức tin cơ đốc kinh thánh, cơ đốc giáo của kinh thánh chẳng hạn đấy, đó, đó là cái điều phải dạy ra những môn đồ, dạy dỗ môn đồ mà có khả năng thay đổi thế ra, chứ không phải là chỉ để cho số lượng cho đông thật nhiều và xong hát á, xong rồi đi mọi người, xong rồi làm những cái là bắp thêm nước đi chạy hè chạy đông á, không chỉ có đơn giản như thế, nhưng việc này cũng cần. Nhưng nó không phải nhất, nó chỉ là cái điều râu ria ở phía ngoài thôi. Amen. Mà mục đích của nó vì ra một đồ, ra một đồ giống như Chúa, để thể hiện sức mạnh của mình. Và thể hiện sức mạnh của con người là gì? Giống Chúa mà quản trị thế gian. Amen. Sự mạng đời đời và không bao giờ thay đổi. Và đây cũng là tin lành đời đời nuôi trời như vậy. Điều thứ 6, Shakana Parasakara Vipi. Điều thứ 6 này, đức tin thương mại đấy thì họ tách biệt đức tin ra khỏi chính trị, nhưng đức tin thật của Kinh Thánh thì áp dụng tin này vào khỏi chính trị nữa. Amen. Matthew đoạn 5 câu 13-16. Cái người là muối của đất đánh sáng thế gian, một cái thanh mà ngọn cái đèn ấy mà thắp sáng lên đấy thì ai để đâu? Để dưới gầm à? Một cái đèn để trên cao, điểm những điểm chiến lược cao, nó là điểm chiến lược anh em ạ, không phải cao nghĩa là ôi tôi là thiên chúa tôi cao nhất rồi, đừng có tiết kỳ sát, đừng có đừng trẻ con như vậy đâu, đúng thiên chúa coi như tính chúa ở đâu, chúa không chỉ ở trong trong bây giờ là sự tưởng tượng thế này đâu, chúa trong thực tế vì người là trở nên xác thịt rất thực tế. Amen. Shakandabarasakara shakandabarasakara vadrusoko. Cái đức tin giả đấy, đức tin cơ đốc thương mại ấy, ích kỷ đấy, thì họ tách đức tin ra khỏi chính trị, nhưng
tin thật, đức tin Kinh Thánh, đức tin Cơ Đốc thật đấy, thì là áp dụng tin lành Đức Chúa Trời vào trong chính trị. Amen. Anh chị em, tại sao như vậy? Tại vì chính trị là công tác rất là đau đớn, công tác đã trả giá rất nhiều và chịu trách nhiệm rất lớn. Anh em ạ, làm chính trị không cho trẻ con đâu, làm chính trị nghiêm túc đấy, không đùa đâu. Đùa thôi là bị bắn, bị xử, bị tiêu luôn. Thế nhưng mà đức tin Cơ Đốc mà và thương mại đấy, hay ở của An Sát Năm Ngửa đưa đấy, thì họ thấy khó mà không cần phải khó, không làm đủ ích kỷ, đủ lừa dối, đủ lười biếng. Ngươi không phải là kẻ tin Chúa nữa. Ngươi khiến Đức Chúa Trời quá nhỏ bé thật. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tất cả mọi loài tạo vật. Amen. Đức Chúa Trời của tất cả các chính trị gia. Amen. Nếu không, Đức Chúa Trời chỉ của mỗi ngươi không, và chỉ của mỗi ngươi mới hội thánh ngươi không mà thôi. Nên đừng có tách đức tin ra khỏi chính trị. Amen. Vì Chúa Giêsu là nhà chính trị gia. Amen. Đức Chúa Trời là nhà chính trị gia. Ngài là vua. Vua nói chính trị thôi. Amen. Thế đừng có nghe cái sự lừa dối rằng ô, tin này không chính trị, tin này không chính trị, cái này là tin ác. Những người mà giao giảng tin này đấy, đó là tin chính giảng, đó là giáo sư giảng. Cái sứ điệp họ nói đấy là sứ điệp của giáo sư giảng. Sứ điệp họ nói là tin này không chính trị đấy, đó là sứ điệp của tin chính giảng. Mà số phận tin chính giảng anh em biết rồi, hồ được đời đời. Amen. Ta không bàn cãi trong đây, lẽ thật là như vậy. Shakadabasaka. Amen. Đi lành phải được khắp mọi lĩnh vực. Vì gọi là muôn dân mà. Chúng ta hãy đi ra làm tin lành cho muôn dân. Muôn dân. Đi khắp nơi ra làm tin lành cho muôn dân. Muôn dân. Thì có dân làm chính trị. Có vùng đất này, đất được thuộc là chính trị. Amen. Chứ không tách biệt đâu. Nên là cái điều này để chúng ta biết phân biệt được đâu là tin lành thật của Chúa Trời và đâu là tin lành Kamichiski, tin lành thương mại. Để mà người dùng cái bụng của mình thôi. Dùng cái bụng của mình thôi. Để dùng một bụng của mình đấy, ai mà yêu thương mình thì nó rõ rồi, thì mất. Nhưng ai thì ta đi lệnh của ngài ấy, thì mất giống mình đấy, tỉnh lại rồi. Amen. Cái điều đấy chúng ta cũng nói nhiều rồi, có đúng không, vậy không? Tôi nói là có lần học một số mục sư, mục sư cứ cãi không làm gì chị. Tôi nói với chị em thôi, à, tôi kể với chị em đấy. Và thế cứ thưa công sư có cầu nguyện cho các chính sai không? Có chứ. Thế họ để họ tin, để họ tin Chúa. À, để họ để họ được cứu. Ok. Rồi xong nữa, họ tin Chúa xong làm sao nữa? Thì dân được phước. Thì từ từ dân được phước, ok. Thế tin Chúa thì họ có phải là con cái Chúa không? Có. Thế họ làm gì? Họ bỏ công việc đi, họ đi về nhà cầu nguyện rồi. Sau đó ngồi một góc rồi. Alo, thế còn việc nước đấy để ra cái cướp nhảy lên nó làm đó tắt đi luôn, họ trở thành cướp nhân này thì sao, lãnh đạo trong cái chính trị. Amen. Chúng ta xem bài học của David đấy. David mà không nhân cơ hội đấy thành vua đấy, sau vào sử sách đấy, thì David chỉ là một cái ông chàng đồng mục sư thôi, tần tần hát gọi khen Chúa, alleluia và chăn chiên, thế thôi. Chỉ có bột, kiểu bờ cỏ xanh tươi đấy, chỉ có hát alleluia, alleluia ta chúng tôn trà, alleluia, chỉ thế thôi. Xong chỉ đi lần vần mấy con chiên thôi, cùng lắm đánh nhau mấy con sư tử, mấy con gấu hết, chứ không nên chuyện mà đánh nhau được cả Goliath làm lập chiến công đâu, để mà được ghi trong sách sử sống và ghi trong cả Kinh Thánh mà bây giờ muôn đời còn phải học ông đó đâu. Amen. Nhưng đừng có nghĩ Đức Trời quá nhỏ, thấp hèn như cái ý tư tưởng là kinh này không chính trị, thì đã rồi. Amen. Xin cả điểm thứ 7. Đức tin thương mại đấy thì được xác định bởi là địa vị của công việc. Nhưng đức tin thật, Kinh Thánh thì mang thay đổi. Để hiểu nữa, anh chị em đọc cho tôi sách Daniel đoạn 4. Các em đang có sách cũng đang dở chưa? Công sự đoạn 8 đi. Câu 4, câu 8.
thắng. Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 4. Vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng lời Đức Chúa Trời. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Đấng Christ tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi, nhiều kẻ bị ám cùng những kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cơ đó trong thành được vui mừng khôn xiết. Amen. Daniel đoạn 4 19 đến 37. Thông thường khi nghe đọc Kinh Thánh về người đứng bại xuôi què cụt mà được chữa lành ấy, thì họ chỉ hiểu nông cạn là sao anh? Chúng ta hay hiểu nông cạn là gì? Là chỉ là người về xác thịt thân thể bị què cụt thế thôi. Alo, ông quên luôn cả què cụt và bại liệt về trí tuệ. Đấy, điều quan trọng nhất. Amen. Bại liệt tâm linh, bại liệt trí tuệ. Họ quên cái chuyện đấy. Họ quên cái người đấy, họ chỉ người đấy nhỏ thôi. Không, cái người có thể là một xã hội, cái người có thể là một gia đình, có thể là một cộng đồng đang bị bại liệt, đang bị bại liệt. Sakada balasaka, họ đang bị bại liệt. Nên tin lành đến để thay đổi, để chữa lành cái sự bại liệt của xã hội, sự bại liệt của cộng đồng, sự bại liệt của dân tộc đó. Amen. Sự bại liệt của thể chế đó, sự què quặt của thể chế đó. Amen. Phải thay mang cái sự thay đổi đấy, tin lành thật đấy, tin lành đức tin Cơ Đốc giáo. Đức tin Cơ Đốc của Kinh Thánh là mang sự thay đổi. Như trước chúng ta có nói về cái chuyện sao? Chuyện là đức tin thật đấy làm gì? Là động viên sự gì? Phục hưng, cách mạng. Amen. Đó là thay đổi. Còn cái điểm kia, bên tin lành kia là xác định là vị trí công việc thế thôi. Công việc tôi làm được cái tôi làm sự thế này nhé. Tôi có công việc, tôi có cửa hàng đây, tôi có công quán ở đây, tôi có business này thôi. Ăn ra làm ra, con cái làm cho đỡ, hết lên nước làm cho mình, hết lên nước trẻ con, có ích kỷ. Mà đây là tin lành thật đấy, đức tin thật đấy, đức tin công đưa được Kinh Thánh đấy là sao? Mang thay đổi, què quặt, không chỉ con người, xác thịt ở đâu, người bằng xương thịt đâu, mà nó kể cả hệ thống, kể cả nền kinh tế, nền khoa học, văn hóa, giáo dục của đất nước hay của châu lục. Daniel đoạn 4 19:37. 19 Daniel đoạn 4 câu 19. Bây giờ Daniel gọi tên là Belteshazzar bị câm trong dây lâu và những ý tưởng làm cho người bối rối. Vua lại cất tiếng nói rằng: Hỡi Belteshazzar, đừng cho niềm chim bao và sự giải nghĩa làm rối ngươi. Belteshazzar nói rằng: Thưa Chúa, nguyện cho điềm chim bao đến cho những kẻ ghét Chúa và sự giải nghĩa cho kẻ thù nghịch Chúa. Cây mà vua đã thấy trở nên lớn ở mặt, ngọn chấm đến trời và khắp đất đều xem thấy. Lá thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn. Các loài thú đồng ở dưới bóng nó, các loài chim trời làm ổ trên nhành nó. Hỡi vua ấy chính mình vua, vua đã trở nên lớn và mạnh. Sự cao cả của vua tăng thêm và thấu đến trời, quyền thế vua đến đầu cùng đất. Xong đến điều vua thấy một đấng thánh căn giữ từ trời mà xuống và nói rằng: Hãy đốn cây và hủy phá đi. Xong hãy lại để gốc của rễ nó trong đất, rồi hãy buộc nó bằng một dây xích sắt và đồng ở giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng cho đến cho nó bị nhuần thấm bởi xương móc trên trời và cho người có phần với các thú đồng cho đến khi đã trải qua trên người 7 kỳ. Cái này có thể khó hiểu đúng không? Tiếp đến câu mình. Bảy. Hỡi vua, này là lời giải và này là mạng định của đấng đất cao đã đến trên vua chúa tôi. Người ta sẽ đuổi vua ra khỏi giữa loài người và chỗ vua sẽ ở giữa những thú vật trong đồng.
vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò và sẽ được thấm nhuần xương móc trên trời. Bảy kỳ sẽ trải qua trên vua cho đến khi vua nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước loài người và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Còn như đã truyền rằng, chừa lại gốc của rễ cây đó, tức là khi nào vua đã nhận biết các tầng trời cầm quyền thì nước vua chắc sẽ thuộc về vua. Vậy nên hỡi vua, xin hãy nghe lời tôi khuyên vua, hãy lấy sự công bình mà chuộc tội lỗi, hãy thương xót những kẻ nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy sự bình an vua còn có thể lâu dài hơn nữa. Hết hẳn những sự đó đều đến cho vua Nebuchadnezzar. Khi khỏi 12 tháng vua đi dạo trong hoàng cung Babylon thì cấp tế mà nói rằng, đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng bởi quyền cao cả ta để làm đế đô ta và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Lời chưa ra khỏi miệng vua thì có tiếng từ trên trời xuống rằng, hỡi vua Nebuchadnezzar, đã báo cho ngươi biết rằng ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Amen. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với cú đồng và sẽ bị buộc phải cỏ như bò, rồi bảy kỳ sẽ trải qua trên ngươi cho đến khi ngươi nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước của loài người và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Trong chính giờ đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nebuchadnezzar. Vua bị đuổi ra khỏi giữa loài người ăn cỏ như bò, thân thể vua phải thấm nhuần xương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim chóc. Đến cuối cùng những ngày đó, ta đây Nebuchadnezzar ngước mắt lên trời, trí khôn được phục lại cho ta và ta xưng tạ đấng rất cao. Ta bèn ngợi khen và làm sáng danh đấng sống đời đời, uy quyền ngài là uy quyền còn mãi mãi. Nước ngài từ đời nọ đến đời kia, hết thảy dân cư trên đất thảy đều cầm như là không có. Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời và ở giữa cư dân trên đất, chẳng ai có thể cản tay ngài mà nói rằng ngài làm chi vậy. Trong lúc đó trí khôn phục lại cho ta, ta lại được sự vinh hiển của ngôi nước ta, sự oai nghi chói sáng trở lại cho ta, những nghị viện và đại thần ta lại chầu ta, ta lại được lập lên trên ngôi nước và sự uy nghi quyền thế ta càng thêm. Bây giờ ta Nebuchadnezzar ngợi khen tôn vinh và làm cả sáng vua trên trời. Mọi công việc ngài đều chân thật, các đường lối ngài đều công bình, và kẻ nào bước đi kiêu ngạo ngài có thể hạ nó xuống. Amen. Hallelujah, vậy chưa? Tin lành hay là đức tin cơ đốc Shakadaba, kiểu Kamichiski, kiểu thương mại đấy, kiểu ích kỷ đấy, thì sao? Xác định được vị trí thôi. Ông làm vua sướng thôi. Tôi tin Chúa, tôi được sướng, tôi làm vua. Kể cả vào chính trị được làm vua chẳng nữa nhá, kể cả nó làm vua nhá, hay kể cả làm kinh tế, tôi được giàu rồi, tôi làm triệu phú rồi, tôi có nhiều công ty, tôi thì mở được rất nhiều cửa hàng, tôi rất nhiều là chợ búa, thì ABC rất nhiều doanh nghiệp của tôi rất nhiều rồi. Này, kể cả người được nhiều, nhưng tin lành thương mại đấy, xác định là vị trí đấy thôi, sao bảo đấy người này là đúng đấy, người được phước đấy, em hiểu không? Tin lành ấy, nó chỉ giới hạn cho thôi, sau đó lấy cái đấy như số chỉ của đấy, người này đúng đấy, biết được giàu có, người này đúng đấy, biết được thế nào thế kia. Này thì đấy, cái lời cảnh cáo cho ra đây tôi nói đấy. À, ngươi không biết là ý của Đức Trời ngày lập ngươi giàu có, lập ngươi thành vua để ngươi làm gì, có biết không? Để ngươi bảo là đấy, ngươi làm đúng, ngươi mới giàu có thì xong rồi, ngươi sẽ là súc vật, có thấy không? Em nhìn thấy chưa? Vua lên cao quốc gia là vì sao? Bị điên, thế bị đuổi ra loài người và lời tiên tri đúng nghĩa, đó là cái sứ điệp và tin lành thật và giảng ra đấy. Vua không biết cái vị trí của vua tại sao được lập để làm gì đấy, để một cai trị theo ý của Đức Trời. Như về sau thì ông nhận đã nói đấy, là ông thừa nhận thẩm quyền được đứng đầu tạo hóa, đúng không? Những kẻ mà kiêu ngạo đấy, đó ta đúng thế thì sao? Phúc, hạ xuống. Ông ta có thể là giàu có, đang gọi là đúng tôi, đi tôi giàu có, tôi đúng, tôi có quan lại vị thần đến đây đủ cứ đủ vinh hiển người ta, giàu có thì đấy, thì vấn đề gọi là đúng đấy. Đi lành và giả dối, đi lành và thương mại đấy là đang xác định bởi những cái vị thế rồi, anh không? Nhưng mà tin lành thật đấy mà thay đổi, amen. Người thay đổi tại sao? Tin lành người tại sao người làm vua? Người vua để làm gì biết không? Còn nếu không đấy, thì người quay trở lại làm súc vật. Lông của người đấy, tóc của người ấy, mọc ra như lông chim ưng đấy, em thấy kinh không? Chứ tóc người, lông người ta, sao người ta lông khủng khiếp, lông
lông lông con vịt thì có thể nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ tí đấy thôi, lông chim bưng hay như lông chim bưng cứng người nó to xong móng vuốt chứ. À tại sao? Tại vì ngươi kiêu ngạo, ngươi bảo tổ tiên ngươi là khỉ đốn mà, ngươi bảo tổ tiên ngươi là gì ạ, rồng rắn quái thai mà, ngươi bảo như vậy, ngươi tổ tiên ngươi là ông lạc long con đầu cơ mà, là rồng rắn thai quái thai quỷ quyệt mà. Đó, số phận ngươi đấy, thì ngươi sẽ trở thành con súc vật như vậy. Lông ngươi sẽ mọc ra, tóc ngươi, râu ngươi sẽ mọc ra như thế, sẽ súc vật. Cho nên ngươi trường là ngươi phải ăn năn. Khi ăn năn, mình nhận ra, có thay đổi đấy. Và mình nhận ra, đấy từ Chúa Trời, thì đó là kinh nghiệm quay trở lại. Amen. Là các nghị viện lại quay lại chồng, rồi đu đu các thứ lắm, quay trở lại. Để biết ai cái đấy là bác là đình vi Chúa Trời. Chú đập ta lên ấy, để mà ta, đứng được gì ạ, chiến lược trong chính trị đấy, để ta giao chuyển tin lệnh nước hàng vì lập cao lên như điểm cái đèn sáng trên cao đấy, thì nó mới tạo sáng và nó mới đưa sự sáng lên. Những người được đặt trên cao, những người xác định đã cao lên đủ rồi, thì như ở trên cao người lại tỏa sự cố tâm, sự dơ bẩn của người, thì người sẽ bị trục xuất, người sẽ bị hạ xuống. Amen. Nên tin lệnh thật đấy là mang sự thay đổi, kể cả người làm vua rồi đừng có dừng lại, người dừng lại như nhát sọc cây đấy. Niềm vui mới từ đấy mới ra ra làm tin lành nước trời đến. Amen. Vậy chúng ta sẽ nước trời bằng cách nào? Bằng cách những luật lệ nào đó mà là sao khẳng định hãy chúng ta sẽ nước trời. Amen. Những các anh chị em được tin Chúa chẳng, họ làm chứng cứ, họ đại biểu nhân dân chẳng, một đứa một nhỏ thế nhé, thì họ sao? Họ đưa ngay vào trong quốc hội những gì, những đạo luật nào đó cấm nói tục chỉ vậy, cấm quảng cáo về phim ảnh đối trị khiêu dâm, cấm về chuyện gì ạ, hút thuốc, quảng cáo về ma túy và thuốc, cấm được gọi là hợp pháp hóa ma túy. Amen. Sau đó là những luật khác nữa để mà tôn vinh những giá trị khác lên. Amen. Đấy là cách đến nó vào chính trị đấy, thì đưa ra những giá trị đó để vào theo luật. Bởi con người họ sống bằng luật pháp của nó mà, có luật của Đức Trời và luật của vua thì đất nữa. Mà khi thấy nói là vì cơ Đức Trời hãy vâng phục ở cầm quyền. Amen. Hãy vâng phục vua vì cơ Chúa thôi. Đó, đến đoạn thứ 8 này, điểm thứ 8 sẽ có hơi nhiều nữa anh em. 21 điểm mà. 21 điểm này là không phải tôi nghĩ ra đâu. 21 điểm này là được khẳng định và tất cả các bài giảng chúng ta nó còn nhiều hơn nữa, nó khẳng định tất cả điều này. Đức tin thương mại thì sao ạ? Giao thông với chính quyền, giao thông để lấy lại lộc đấy, chả cả đời. Nhưng đức tin thật thì sao ạ? Lật đổ chính quyền Gia-đa. Ô, Sa-ca-da-ba-da. Chính quyền tại sao không? Chính quyền Gia-đa họ sợ tin lành như vậy. Anh em ạ. Hallelujah. Vậy hãy được phước tất cả những anh em đang chịu bắt bớ vì chính quyền Gia-đa. Sa-ca-da-ba-da, Sa-ca-da-ba-bu-ru-so-ho. 2. Cô-rinh-tô đoạn 10. Từ 3 đến 5. Đó cho tôi về. Sa-ca-da. 2 Cô-rinh-tô. Còn tin lành kia, tin lành trong một cách, tin lành của đức tin thương mại đấy, thì chính quyền nào, gió chiều nào treo chiều ấy, đi với thằng mụt thì mặc áo cà sa, đi con quỷ ma thì mặc áo giấy, kiểu như thế đấy. Gió chiều nào treo chiều ấy, gió chiều nào, sao ạ? Gió chiều nào, ô, chính quyền này thôi, chính quyền này mang quả, đi mang quả. Xong rồi bảo, ơ, chú bảo là cái định kiểu là vua phải đầu tiên, tất nhiên, mình mang quả đến. Mình tạo ra thương, tạo thiệt, tạo ra gọi là cái thương quan thông công là cần, nhưng không chỉ dừng ở chỗ đó. Amen. Nhưng nếu mà quà, nhưng mà nếu mà ông làm độc ác, ông tiếp tục các chính sách mà đàn áp, chính sách bẩn thỉu thế, không được. Xin lỗi Tổng thống, xin lỗi Thủ tướng, xin lỗi quan chức. Đúng, tôi có thể mang quà đến các anh, tôi giao thông với anh. Nhưng mà tôi nói, các anh như là vua đấy, nếu mà độc ác ấy, người sẽ thú đấy. Người thì con thú đấy. Amen. Còn nếu mà độc ác mà nó cứ độc ác ấy, thôi rồi, thì tin này thì sẽ làm sao? Sẽ cầu nguyện để cái chính quyền nó sẽ bị lật đổ đi. Amen. 70 năm của Cộng sản ở Liên Xô đã bị sập. Hallelujah. Ở Việt Nam đang chờ đợi. Tôi đang tư việc đây để cho các quan chức Cộng sản nghe thấy. Tại vì tin này thật chỉ có công bố thôi, đâu có sợ gì cả. Và họ phải chụp cho chúng ta cái mũ là phản động. Họ là người phản động nhất.
Phản động thì phản động là những kẻ đi ngược lại với chuyển động tiến bộ của loài người. Amen. Con hệ tư tưởng của Mark nó đi đâu rồi anh em? Cái thành trì, cái nôi của chủ nghĩa xã hội của nó đi đâu rồi? Cái thần tượng nó đi bây giờ đâu rồi? Xò ra bao nhiêu tượng đài nó đi, nó sập đổ hết. Lenin vẫn là một ông vĩ đại, thừa nhận như vậy. Ông rất đáng kính, thừa nhận như vậy. Nhưng đáng kính không phải đáng kính ở hệ thống giá trị, mà đáng kính là cái chuyện mà gì ạ? Một con người lùn không phải là dân Nga gốc, thế mà lãnh đạo được đất nước Nga, đưa ra học thuyết diệt bao nhiêu triệu người. Ông ta là một cái người coi như là nói tục chỉ bệnh khủng khiếp, văng tục kinh khủng đấy, văng tục kinh thần kinh tởm lắm. Anh em xem, vì thế mình trong anh em chúng ta ở Ukraine, chúng ta thấy nhiều lúc mà chúng ta làm việc, hay là nhiều lúc tôi thấy làm việc với các quan chức ấy, nghiết công an ấy, những cái ông lộ bật ra họ văng tục, họ chửi văng tục, thế này thì còn làm ăn cái gì nữa, mất dạy thế này, họ bực bội, họ phong tục, họ không biết làm cái gì cả, phải văng tục ra, họ không biết là văng tục là cầu nguyện với quỷ, văng tục thì tên của các quỷ, các tất cả các từ mà chỉ tục đó tên các quỷ, nên là phải công bố thì ạ, chúng ta công bố những cái chính quyền chuyên chế độc tài phản động đấy, họ sẽ bị sợ, chắc chắn rồi, chúng ta không sợ gì đâu, cái chuyện cùng chúng ta mà, amen, amen. Họ làm gì, bản thân họ biết là họ bị sợ rồi, họ lúc bên trong họ thủ tiêu nhau, họ diệt nhau bên trong, họ nói xấu bôi thoá mạ nhau bên trong, họ biết rồi. Anh em ạ, ở Việt Nam chẳng có nói luôn, có cái trang gì về có gì gọi là chân dung quyền lực đấy, mà chính bên trong họ đánh nhau đấy, thì mình thông tin thôi, thuộc dạng là bị thông tin coi như là mật như thế, tình báo còn không có cái thông tin đấy, chỉ có bên trong họ biết thông tin đấy thôi. Ông nọ ông kia làm cái gì, nhận tiền bao nhiêu, dự án này được bao tiền, dự án kia bao nhiêu tiền, không bên trong làm sao biết được. Alo, mà cái trang đấy không sao anh biết không? Trang đấy nếu mà trang đấy không phải bên trong đấy, mà nắm được các hệ thống gọi là công lực trong xã hội Việt Nam ấy, thì trang bị dập từ lâu rồi. Em có để ý không? Các trang hải ngoại mà bị chụp mũ là phản động đấy, bị tường lửa chặt hết, đúng không? Tóm luôn đánh phá luôn, nhưng trang này vẫn sống đều đều, vẫn phát triển lần dần dần, đều nói nhau. Ông kia đập cái trang đấy thì bên phái kia cũng lập cái trang khác trong chẳng nhau. Thế họ đã biết là họ bên trong họ dẫn rồi, con hổ giấy đến cái kỳ thôi, chỗ chọc phát vào rồi xong. Amen. Và chúng ta phải chuẩn bị như vậy để đón tiếp họ. Amen. Hãy vào đây, hãy tội nhân lại vào đây vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng tôi quý trọng anh vì anh, các chị, các bà, các ông là những người rất là vĩ đại, những người có sự kêu gọi lớn đấy trong chính trị. Nhưng chính trị đừng chính trị theo cách của loài thú như của vua Babylon đấy, theo cái chủ nghĩa vô thần đấy thì sẽ là thú thôi, sẽ là con thú luôn. Nhưng mà khi mà nhận thức ra là hàng rất cao, nó chính cảm đó thì sự vinh hiển sẽ quay trở lại. Amen. Nên các vua quan chức ấy, hãy tiếp nhận cái sự cứu Chúa và thay đổi đời sống mình đi. Amen. Điều thánh này chúng tôi giao giảng tin lành thật như trời, đức tin thật như trời để các vị phải thay đổi, để ý muốn Đức Trời được trên các vị, vì chức vụ các vị ấy là giống như trời để mà quản trị. Ngài không có giành giật cái quyền của các bạn đâu. Các bạn muốn làm chính trị, các bạn muốn làm vua, rất tốt. Chúng tôi ủng hộ các bạn, chúng tôi cầu nguyện cho các bạn, nhưng theo cách của Đức Chúa Trời. Amen. Giống Chúa, hệ thống giá trị của Chúa, công bình, thánh khiết. Amen. Yêu thương, nhân từ, chính nghĩa. Amen. Và các bạn sẽ cai trị, không những các bạn đâu mà dòng dõi các bạn sẽ cai trị nữa. Chúng ta mong muốn điều đó. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ là đến để mà ăn cướp của dân ấy, để giết dân ấy, thì các bạn lựa chừng, bởi vì sự trừng phạt của trời rất kinh khủng. Không những chỉ đời các bạn thôi đâu, mà đời con cháu các bạn nữa. Mà không những chỉ ở đời này thôi, mà ở cái đời sau các bạn sẽ quăng xuống địa ngục, bị đốt đài đài trong đó, muốn chết không được. Amen. Nên tin lành thật đấy sẽ lật đổ. Em đã đọc đoạn Kinh Thánh chưa? Hai Cô Rinh Tô đoạn 10 câu 3.
Vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt, chớ chẳng chăn chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chăn chiến là không phải thuộc về xác thịt đâu, bên là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đánh đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận của mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Amen. Vậy đó, chúng ta không đánh với xác thịt. Amen. Chúng ta không đánh với những chính quyền chuyên chế độc tài và đấng phát xít nào đó hay đàn áp dân dân không. Chúng ta làm sao thay đổi hệ tư tưởng của họ, lật đổ hệ tư tưởng đó. Amen. Hệ tư tưởng của ma quỷ, hệ tư tưởng gian ác. Nên vũ khí của chúng ta đấy không phải là vũ khí là súng đạn thì tên lửa thế này đâu. Alo, không phải loại đấy. Không phải lật đổ theo kiểu là mang đi bắn giết xong mang đi thủ tiêu, mang đi đấu tố, không chặt đầu thì ADC đâu. Không, đừng có tưởng, vì đừng có suy chúng ta ra một người. Vì các vị mà hay đi mà giết nhau đấy, toàn bằng những công cụ đấy, nên tưởng mà bị lật đổ chính quyền đấy thì cũng tưởng bị như thế, thì họ cứ nghĩ thế. Họ cũng nghĩ là vì suy bụng họ, họ nghĩ ra người ta cũng lật đổ mình, là họ làm như vậy mình không. Cái vũ khí của chúng ta lật đổ chính quyền, lật đổ, tôi nói câu tôi khẳng định, lật đổ chính quyền độc tài, lật đổ chính quyền độc tài, tôi nói lại lật đổ chính quyền độc tài. Mặc dù chính quyền độc tài tên gì không quan trọng, không quan trọng. Shakadabarasaka, nhưng không phải bằng vũ khí súng đạn dao dọa tính mạng họ. Không, đó là lý luận, đó là lời Chúa Trời, để lật đổ tất cả hệ tư tưởng bẩn thỉu về tôn giáo và triết lý của thế gian. Amen. Đặt hệ tư tưởng đúng của Đức Christ là chủ đạo. Cái tư tưởng ấy nói sao, nói bạn không phải cầm thú, bạn không phải là súc sinh, không phải là long quân người ô cơ súc vật, bạn không phải là tướng quân khỉ đồn. Amen. Bạn là con của Chúa Trời, là tạo vật yêu nhất, đẹp nhất và có một không hai của Chúa Trời, được dựng nên giống như Ngài để mà quản trị không chỉ một vật mà muôn vật. Amen. Đó vũ khí chúng tôi đó, vũ khí của tình yêu thương mà sự nhân từ, mà sự nhịn nhục. Nên đừng có sợ chúng tôi. Amen. Hallelujah. Để tin lành thật như vậy. Điều thứ 9, Shakadabarasakaraba. Chắc để đi 9 thôi thì chúng ta sẽ dừng bài giảng không, phần 2 thôi. Bởi vì những bài giảng này nếu mà nói ra một điểm đó thôi có thể một đề tài lớn. Anh em ạ, một cái luận văn đề tài có thể giảng hàng tháng, nhưng rất là cô đọng nhỏ trong đấy thôi. Đức tin thương mại ấy thì là sao? Xoa dịu những kẻ nghe, xoa dịu những kẻ đang hư mất, xoa dịu những kẻ đang hư mất. Nếu đức tin thật, đức tin cơ đốc thật thì sao ạ? Thì xoa dịu những người được cứu rồi, anh em ạ. Alo, xoa dịu người được cứu rồi. Philippines, sách Philip đoạn 2 câu 15-16. Philip đoạn 2 câu 16. Shakadava, thế nào là kẻ bị hư mất? Kẻ hư mất là kẻ sống trong con đường riêng của nó, sống sự lần đạn, anh em ạ, sống sự đố kỵ, sự cạnh tranh không lành mạnh, sự ghen ghét, sự độc đoán, sự độc tài, Shakadabara, sự kiểm soát người khác, sự tẩy chay người khác, sự không hòa thuận với người khác. Đấy là kẻ tiện hư mất đấy. Mặc dù cái người đấy có thể là hội thánh, có thể trong thánh, mặc dù người đấy có thể là đang giao giảng tin lành, gọi là trưởng lão hay mục sư trưởng của thánh nào đó, không quan trọng. Nhưng mà khi có sự đố kỵ, có sự không tha thứ, xong số phận đó đã được định đoạt rõ rồi, đó là kẻ hư mất. Thông thường như vậy đó thì bị dạy thì những cái tư tưởng như thế và họ là kẻ hư mất, thì cái tin lành để ấy trong một kép ấy, tức là cái đức tin thương mại đấy, đức kỷ đấy, thì họ chỉ là du ngủ những kẻ hư mất thế thôi. Đọc cho tôi cái Philip đoạn 2 câu 16. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang ngược được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ chắc được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian, cho đến nổi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và có nhặt lúng công. Amen.
Hallelujah, Shakada Barasaka. Như vậy anh chị em thấy chưa? Sống ở giữa dòng thoại thế gian này, không phải đến nói để người ta nghe cho dịu tai, êm tai thôi. Ăn gì có gì mặc gì, chứ không được bạn nhé. Này, nhưng còn một sự phán xét khủng khiếp nếu bạn tiếp tục sống trong đời sống cũ như thế. Địa ngục, sự chết đời đời, lửa thiêu đốt, hồ lửa, khủng khiếp lắm. Bất chấp bạn là ai, bạn là mục sư, bạn là trưởng lão, bạn là thầy giảng đạo, không quan trọng, bạn là tội nhân, bạn là Phật giáo, cộng sản, đồng tử, không quan trọng. Nhưng trong tội lỗi thì tên bạn cũng là tội nhân. Nên vì thế chúng ta không giảng cái những sự việc đó hay tin lành ấy, không chỉ để mà bịt tai nghe không nghe nó thật đấy, mà xoay ra chuyện nguyễn để mà ăn những gì mà tiếng hết xin lỗi thế đâu, không phải thế đâu, không giữ ngủ thế đâu. Amen. Không giữ ngủ thế đâu. Ra xem chỗ này để có nó chờ đấy, những cuộc họp ấy đâu phải những cái trại chỉ vui vẻ gọi là ăn uống thì nói chuyện kể xong thế đâu. Không, tất cả cuộc họp rất nặng nề, nặng chỗ nào, nặng là trong sự vui mừng, trong sự trách nhiệm. Tôi nhận được một cái tảng kiến thức thông tin lời Chúa tuyệt vời này, tôi thay đổi mình. Sau cái buổi này tôi thay đổi mình và tôi mang sự thay đổi đó đến khắp cộng đồng, khắp thế gian, khắp cái nơi nào Chúa gọi tôi đến. Vào đấy những người như thế thì gọi là cứu thật đấy. Thì lúc đấy là đấy tin lành này hay đức tin cơ đốc đấy là chỉ là làm cho êm tai, tức là lọt tai những cái người mà được cứu đấy, người cứu thật đấy, những người mà sẵn sàng thay đổi thế gian, mang thêm nước Đức Trời vào trong xã hội. Amen. Để khẳng định cái nguyên tắc của giá trị Đức Trời trong mọi lĩnh vực họ được kêu. Hôm nay chỉ dừng ở đấy thôi vì hơi nhiều. Hãy đến điểm thứ 10 cho nó. Hả? Hãy đến điểm thứ 10. Sure. Đến điểm thứ 10. Hãy để cho đến điểm thứ 10 á. Thế điểm thứ sau sẽ là 10, sẽ là 11 điểm nữa đấy. Vâng. Ok, theo người gọi của anh chị em. Điểm thứ 10. Đức tin cơ đốc thương mại thì rất là khó tách khỏi thế gian, nhưng đức tin thật của cái cánh ấy mặc dù sống trong thế gian nhưng không thuộc thế gian. Chúng ta biết điều đó đâu rồi đúng không? Đoạn Giăng ấy 17, 14, 15 ấy, Chúa Giêsu cái lời cầu nguyện của ngài như thầy của thầy cả thánh phẩm ấy, Chúa cầu nguyện không làm gì để cất họ khỏi thế gian, nhưng mà họ dùng lời cầu nguyện cha để dùng lời cha lẽ thật làm chọn nên thánh, không những thánh sạch cho mình rồi mà được biệt riêng ra để hồng vinh Chúa Trời. Đức tin thương mại đấy ở đây nói rằng là khó tách cả người ta. Ô, tôi trong cộng đồng rồi bây giờ, tôi phải theo chứ, họ ở trong chợ này thì tôi phải theo chứ, ở trong cái tổ chức này tôi phải theo chứ, tôi phải theo thì tôi mới được quyền buôn bán, được quyền nói chuyện chứ. Ngươi theo nhưng phải có mục đích. Ngươi vào để thay đổi nó, chứ đừng đi theo để theo voi ăn bám mía đâu. Amen. Mà vì thế đấy, những cái kiểu đức tin cơ đốc các kiểu đấy, họ theo để gì? Họ theo để nhận lợi thôi. Họ tham gia cái chỗ này ra để nhận lợi để ăn gì, uống gì, mặc gì cho cái vương quốc của mình, cho bụng mình thế thôi. Anh em ạ, thế những đức tin thật đấy thì họ nhận thức rằng là họ vào cuộc sống thế gian, họ có thể vào trong lĩnh vực của thế gian, những cộng đồng nào đó của thế gian, nhưng họ biết là họ được sai đi từ Chúa Trời với một cái sứ mạng, sự kêu gọi đó là mang vinh hiển về vào trong đó để sao ạ? Đưa lại tất cả các lĩnh vực đó về lại với Ngài. Amen. Khác nhau nhé. Còn cái tin lành thương mại đấy là nhận ra Chúa cứu cho con rồi, hallelujah, Chúa cứu con rồi. Bây giờ Chúa chúc phước cho con là mỗi người có một việc, con buôn bán ở chợ, con buôn bán ở công ty, con làm kinh tế, con làm ABC thế này, có nhiều tiền rồi, hallelujah, con cảm ơn Chúa, công việc hội thánh cũng phát triển, cũng cầu nguyện, con dân Chúa cũng đến, con cũng lập các doanh nghiệp ABC gì đấy, rồi con cũng đẻ con đẻ cái cũng rất là đông đuôi, hallelujah, phu cả cả. Anh em ạ, đấy là người thuộc thế gian đấy. Còn đây đấy,
họ nhận thức là họ trong thế gian, họ được cái đấy là gì? À, con vào trong kinh tế thì con làm kinh tế mà không phải để xin xỏ của nó để lấy tiền để nuôi con, lấy tiền để nuôi mẹ, lấy tiền để nuôi vợ, lấy tiền không. Mặc dù hiệu quả hệ quả của nó là tôi lấy tiền nó ra để tôi nuôi bản thân tôi, để tôi tiếp tục tôi vào, để mình tôi vào một cái sự vật vào để thay đổi nó và mang nguy hiểm nó chảy vào trong đó. Amen. Vào để biến đi về ô của Đức Chúa Trời vì thế đang bị mất do tội con người. Amen. Bây giờ họ vào đấy họ tôi cứu nó ra, phải lôi nó ra Đức Chúa Trời. Vì vậy tức là họ không thuộc thế gian, họ amen, họ không thuộc thế gian, họ sống trong đó nhưng mà không, những cái dơ bẩn đấy mặc dù tôi có thể bị chạy thọc thế gian vì bị tay bị nhúng bị bẩn mà bị bẩn mà sẽ bị chạy, không làm thì sẽ không chạy, nhưng không làm phạm tội rồi, không làm chỉ có người chết, không làm gì cả. Amen. Chỉ người chết thôi, thế còn nên đã làm rồi thì cũng gì bị chạy. Amen. Thế thôi chứ đừng có lo vì tôi làm tôi phải chạm những người bẩn thỉu đó, chạm cái lĩnh vực bẩn thỉu đó không phải là để sống với tôi, mà tôi vào đó để gì? Tôi sẽ làm cái điểm tiếp điểm, sau đó thì tóm lần thì cho Đức Chúa Trời. Amen. Nhiều lúc chúng ta như vậy, và anh chị em cần phải thay đổi cái lớp nghĩ của mình ấy. Chúng ta vào chúng ta làm đi làm thuê làm mướn đi đâu mà kệ, không quan trọng ra nào trong lĩnh vực đó, đừng có bao giờ tôi vào trong đó để cảm ơn Chúa, để lấy tiền đó nuôi nhà, lấy tiền đó để dâng phần mười của dân để được lót cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời lại tiếp tục lại chứng phước tiếp đấy, lại có tiền đấy, lại được lót tiếp cho Đức Chúa Trời 10% hay là hơn gì đấy, không, chúng ta không cần điều đó. Amen. Mà làm ấy với một cái ý thức cao độ đấy, ý thức đấy. Có thể bây giờ ấy, có thể anh chị em có thể làm như nào như người bình thường, như người trong gia nhìn không nhận, người ngoài cũng nhìn thấy, nhưng mà bên trong mình, cái lòng bên trong mình đấy, không, tôi vào trong những đấy không phải để mà nuôi đến để mà nuôi sống bản thân đâu, không, mà tôi vào những việc đó, vào thế vào phải vào sâu mà vào nữa, sau đó tắm úp lại người vào dần cho Đức Chúa Trời. Amen. Anh em hiểu thức như vậy, nhưng chính thế chúng ta sẽ có một số công việc ấy, chúng ta sẽ phải trải ra thời gian rất lâu, tại vì chưa bám dễ vào mà anh em ạ. Bề ngoài họ nhìn họ tưởng là cái người này cũng đi buôn bán, người này cũng lấy cái AC, xong họ sẽ nói mình sống việc của họ. Chúng ta không được cứu bởi họ, chúng ta không được cứu bởi dư luận. Amen. Chúng ta được cứu bởi Chúa Trời. Hãy làm cho mình đẹp lòng cái đấng mà gọi chúng ta, cái đấng mà tạo ra chúng ta, được yêu thương chúng ta, chết cho chúng ta và gọi chúng ta với sự kêu gọi đời đời vinh hiển của Chúa Trời. Amen. Để mà sự kêu gọi của chúng ta để mang vinh hiển cho Chúa Trời, trả lại vinh hiển cho Chúa Trời. Amen. Nên bề ngoài có thể là cũng như bình thường, nhưng bề trong chúng ta đổi khác. Chúng ta sống trong thế gian nhưng không theo cái thể chế thế gian. Đôi lúc bề ngoài làm thì cứ tưởng như thế gian, nhưng mục đích của nó không phải như thế, cái động cơ bên trong không phải thế. Amen. Để mà tiếp cận, để mà đâm rễ, để mà mọc này, sau đó nhổ. Vì thế đi theo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là hãy theo ta sẽ làm cho ngươi thành ai? Thành nhà tôn giáo, thành lãnh tôn giáo, thành đánh lưới người. Amen. Đánh lưới người là phải cầm nghệ thuật anh em ạ, không dễ đâu. Đánh lưới cá đã khó rồi thì con cá rẻ tiền hơn mà, nhưng đánh lưới người còn khó nữa. Amen. Dừng hôm nay được chưa, mấy điểm đây chứ, tạ ơn Chúa. Đây là những cái điều anh em biết không, đây là những điều là dạy dỗ hay là chia sẻ với mục sư mà không đại sứ quán nước trời anh em ạ. Nhưng họ nhận thấy điều đó và đưa ra cái trang là invictor.com của cái tạp chí cơ đốc nổi tiếng Kasman News đấy. Thật sự hay là những tin tức ân tứ đấy, tin ân tứ đấy, họ nói điều đó. Và điều đó thì có thể chúng ta được học từ ngay hồi mà tin là Chúa đã học cái chuyện đó rồi. Còn chuyện có nhiều có được học hay không thôi. Những người mà nhận thức rằng họ không phải khô gian, không phải chỉ là những con chim hoang đạo đấy thôi. Để đi các ngày chủ nhật, đi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, thứ sáu, thứ bảy thì đến để mà được phước thì họ cũng sớm muộn họ cũng bị lùi ra, họ bị đánh bật ra, tự họ đánh bật họ ra. Còn họ mà đến ở lại đấy để họ vào ai thì nhận được thì để mà lấy cả bữa trong đó, ô có năng lực của trời, có quyền phép của trời, ô để đi vào thay đổi thế gian. Amen. Làm vua, làm chúa trong thế gian.
này để Đức Chúa Trời thực sự làm vua các vua và Chúa các Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa về lời này. Con cảm tạ ơn Chúa. Sakada Barabide Sakada Thánh Linh của Chúa và thần bày tỏ của Ngài trên chúng con, Chúa ạ. Và nhân danh Jesus Christ, vì nhìn được thuộc về Ngài, Chúa ạ. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cũng khẳng định những điều gì mà Ngài dạy cho chúng con, Chúa ạ. Qua những kênh khác, qua những thân thể, những anh chị em khác yêu dấu chúng con. Với những người họ cũng nhận được những cái sự bày tỏ đó của Ngài. Chúa ơi, Sakada Barabide, Chúa ơi, chúng con vui mừng vì chúng con được chọn. Chúng con được không được gọi đâu, chúng con được chọn và được đặt chồng trong nhà Giê-hô-va, Chúa ạ. Và ở nơi đây mẹ nói rằng Ngài sẽ hết lòng, hết linh hồn mà chồng chúng con trong đất này, Chúa ạ. Ora Sedi, Ora Sakaraba, Ora Sakarade, như Đức Chúa nói như vậy. Ora Sakara, Ngài ban con một lòng, một đường lối như nhau, hầu cho chúng con kính sợ Ngài đời đời, Chúa ạ. Ora Sakada Bara Sakaraba, Ora Sakara, Ngài đặt để thần kính sợ Ngài trong lòng chúng con, Chúa ạ. Ôi để chúng con, con cháu nuôi sống con đời phước để không bao giờ rời xa với Chúa. Và Ngài chắc chắn hết lòng, hết linh hồn Ngài cho vợ chồng chúng con trong đất này, trong đất mà đang gọi chúng con đến Sakadabra để cai trị ô theo vinh hiển của Đức Chúa Trời toàn năng chúng con, để mang lại tất cả hệ thống giá trị nước này vào trong đó. Ô đa Saka để trả lại ô cho Đức Chúa Trời vinh hiển của Ngài ô trên khắp thế gian này. Cảm tạ ơn Chúa Cha Sakadabra trong danh Jesus, con chúc phước dân sự của Cha và chúc phước cho tất cả những người anh chị em con ô đang nghe bài giảng này ô qua mạng ô qua video cho nhân danh Chúa Jesus ô sự điểm của Ngài đó là mọi người giờ trong danh Chúa Jesus Sakadabra đã bà ra sa cát đã bật rút sa cát đã bà ba ô ra sa bà họ được chữa lành ô mắt họ được mở ra ô tim họ được mở ra và trong danh Chúa ta công bố sự chữa lành cho đến quả tim ai đó đang bị yếu tim mày hở van tim ô quân thể về tim trong danh Chúa Jesus ta cho trái tim này ô phục hồi bình thường trở lại ô tất cả mạch máu hoạt động thật tốt trở lại hãy bơm máu bình thường trở lại trong danh Chúa Jesus huyết áp ô hãy hồi phục được vị trí ban đầu cho em ban cho nó hoạt động bình thường thật tốt không cao chẳng thấp thật tốt nhân danh Chúa Giêsu, Shakadabarasa, cho con tạ ơn Cha nhân từ, Chúa, con lời Cha mọi lời cảm tạ ngợi khen và trong danh Giêsu Christ bởi quyền của Ngài, con đánh địa chỉ, Olasakar đánh lại địa chỉ của tất cả mọi sự thờ lại, cảm tạ ngợi khen vinh hiển quyền phép chỉ thuộc về một mình Ngài, cứu Chúa Giêsu yêu dấu chúng con, Chúa, Shakada, Ngài Chúa là vua của chúng con, chúng con yêu Ngài, chúng con tôn kính Ngài, chúng con yêu mến lẫn nhau, chúng con lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes.